rằng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chính chiến, quanh năm với vương tiền, thì loạn liễu mong quanh, làm sao bước dòng thành anh chị em.
sinh ra nhằm chinh chiến, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiêu đêm nhạc ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. 3 tháng trong quân trường cam go đã cháy tâm hồn linh mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp sống vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng vui ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, lặng nhau gắn vui. Dù cho vành môi sẽ khó mấy cũng mỉm cười. 2 năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy. Người quen cho biết tin bạn tôi thật mến, đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tìm cuối, chắc cay đầu môi chiều khu chiến mưa rồi.